Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan đơn vị về triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Theo đề án, chương trình diễu binh diễu hành sẽ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn hiện đại, thể hiện tính thống nhất chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc để xây dựng triển khai đề án cục quân huấn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình và thống nhất đề xuất một số nội dung điều chỉnh bổ sung đề án theo đó giảm một số khối của lực lượng diễu binh diễu hành điều chỉnh trang bị của các khối chiến sĩ bộ binh khối chiến sĩ binh chủng tăng thiết giáp pháo binh công binh hóa học khối chiến sĩ đặc công đặc nhiệm khối dân quân tự vệ và bổ sung khối xe pháo quân sự. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan cần khẩn trương triển khai các mặt công tác chuẩn bị, đặc biệt là điều động nhân lực, vũ khí trang bị, chủ động thành lập các khối diễu binh diễu hành được giao để sớm đi vào luyện tập. Đặc biệt, các đơn vị có lực lượng xe pháo quân sự chủ động giáo án huấn luyện, khảo sát đường cơ động, vị trí tập kết, bảo đảm an toàn đúng thời gian, phù hợp với tình hình thực tế.